Thưa quý vị, mức đóng bảo hiểm y tế tăng từ ngày 1 tháng 7, 2024, làm cho những người yếu thế thêm khó khăn vì gánh nặng chi phí này. Để giải quyết thực trạng trên, mô hình được mang tên Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế của Tổ phụ nữ ấp đầu xấu xã Tuyên Bình Tây, huyện Chỉnh Hưng được thành lập và trở thành một hình thức hỗ trợ hiệu quả giúp nhiều gia đình có cơ hội mua hoặc gia hạn bảo hiểm y tế hàng năm được thành lập vào tháng 10 năm 2020 với xuất phát điểm từ mô hình góp vốn xoay dòng phát triển kinh tế. Tổ phụ nữ ấp đầu sáu, xã Tuyên Bình Tây đã thành lập mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế. Thời gian đầu, mô hình này có 22 thành viên tham gia. Mỗi hội viên trong tổ đóng góp 200.000 đồng trên một tháng. Tổng nguồn kinh phí là 4 triệu 400.000 đồng và áp dụng hình thức bốc thăm theo lượt để nhận hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Định hướng của mình là chị em tính là mãn cái này thì chị em sẽ vô nhiều hơn nữa. Định mà cũng tiền cũng thêm nhiều hơn nữa. cho chị em có số vốn định mà để mua bảo hiểm trong gia đình. Theo Nghị định 73 ngày 30 tháng 6 2024 của Chính phủ, thì mức đóng bảo hiểm theo hộ gia đình giao động từ hơn 1 triệu 260 ngàn đồng đối với người đầu tiên tham gia và giảm theo từng bậc đối với người thứ hai đến người thứ năm trở đi. Tổng mức đóng đối với gia đình 6 người là hơn 4 triệu 500 ngàn đồng. Đây là khoản chi không nhỏ đối với gia đình có thu nhập thấp. Do đó, việc hỗ trợ kinh phí từ mô hình đã giúp chị em phụ nữ an tâm hơn. Ngày hôm nay thì tôi cũng được bốc thăm trúng. Thì giới số tiền là 6 triệu 2 thì tôi cũng đem về để mua cái bảo hiểm cho nguyên cái gia đình. À, còn số tiền tiền còn lại thì cũng như chi tiêu cũng như tiền điện, tiền nước đồ trong vài tháng tới. Với mục tiêu hỗ trợ các gia đình mua hoặc gia hạn bảo hiểm y tế, mô hình này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi khám chữa bệnh mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì để, để thực hiện cái mô hình này tốt hơn trong thời gian tới thì hội phụ nữ sẽ phát huy và duy trì đồng thời thì cũng nhân rộng mô hình này sang chi hội khác để trong thời gian tới thực hiện tốt cái nghị quyết của đảng ủy giao đạt chỉ tiêu đạt 95% theo kế hoạch cầu trợ ủy ban đã triển khai. Qua 4 năm hoạt động, đến nay mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế đã hỗ trợ được 52 hội gia đình với tổng số hơn 160 thẻ bảo hiểm y tế được mua. Đây là minh chứng cho tính hiệu quả của mô hình trong việc góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.